ta là một cái, vừa là cái thương hiệu, cái chữ cũng là một cái logo, là cái chữ Zabeca cũng là cái logo. Và chữ Zabeca thì tôi đăng ký là đầu tiên là tôi đăng ký được cà phê Kim Cương Đen, lý do cà phê Kim Đen thì đã có người Mỹ đăng ký ở Việt Nam. Lúc đó tôi là xin giới thiệu cà phê Sala, thì lúc đó tôi có 50 tuổi, bây giờ tôi 64 tuổi, cho nên là cái cơ hội của tôi là lý do tại sao không có khó cơ hội để phát triển cà phê, nhưng bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục theo, tôi đã chuyển sang hướng khác. Tôi làm cà phê đặc sản có chất lượng cao và có cây giá trị. Cái thương hiệu cà phê Zabeca là vì lý do là xây dựng thương hiệu và tôi được đăng ký cục sở hữu trí tuệ đầu tiên của tỉnh Sala về cà phê. Ở Sala là có diện tích 20.000 ha cây cà phê Arabica, diện tích thật trên 30.000 ha, tổng doanh thu một năm, ví dụ là năm cao nhất là khoảng tầm 6.000 tỷ, khả năng năm nay cũng khoảng tầm 6 đến 7.000 tỷ một năm. Tức là doanh thu của cà phê rất là so với các nông sản khác.